Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chen Anime để tiếp tục cùng nhau khám phá bộ manga đình đám một thời, vua trò chơi Yu-Gi-Oh! Xuyên suốt bộ truyện là những tình tiết gay cấn, thú vị xoay quanh một trò chơi hư cấu gọi là Duel Monster, với nhân vật chính chiếm phần lớn khung hình Yukibuto. Tuy nhiên ở đâu đó trong bộ truyện vẫn có những nhân vật mặc dù không có nhiều đất diễn nhưng vẫn có đóng góp vô cùng quan trọng trong bộ manga huyền thoại này, để lại những ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng những tín đồ hâm mộ Yu-Gi-Oh nói riêng và cộng đồng manga Nhật Bản nói chung. Một trong số đó không ai khác chính là chàng công tử kiêu ngạo Kaiba Seto và mối liên kết đặc biệt giữa cậu với lá bài huyền thoại rầm trong mắt xanh Blue Eyes White Dragon. Cùng Chen Anime tìm hiểu những điều thú vị về Kaiba và lá bài quái thú này trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Số 1. Quá khứ đen tối của Kaiba Seto. Khác hoàn toàn với Yukimuto, Kaiba Seto trải qua một tuổi thơ đầy cực khổ và bất hạnh. Mẹ mất sớm sau khi sinh em trai, người bố phải một mình gà trống nuôi con, thay mẹ chăm sóc cho hai đứa trẻ thơ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng sự đau khổ vẫn chưa ngừng đeo bám gia đình cậu. Cuối cùng, người cha cũng bỏ lại hai anh em trong một vụ tai nạn đáng tiếc. Hai anh em Kaiba, Mokuba trở thành trẻ mồ côi và bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ của tuổi thơ từ đây. Cũng có thể vì trải qua quá nhiều biến cố liên tiếp như vậy, hai anh em Kaiba trở nên lạnh lùng, ít giao tiếp với những người xung quanh mà chỉ sống nương tựa vào nhau suốt một thời gian dài. Mặc dù với tố chất đặc biệt và ngoại hình sáng sủa, Kaiba cũng được rất nhiều gia đình giàu có trao cho cơ hội đổi đời với nhã ý nhận cậu làm con nuôi. Tuy nhiên cậu luôn thẳng thừng từ chối tất cả những cơ hội hiếm có này, bởi lẽ điều kiện cậu đưa ra là phải cả mình và em trai Mokuba đều cùng được nhận nuôi. Một thời gian sau, ông Kaiba Gozaburo, giám đốc công ty Kaiba Corp, đã nhận nuôi Seto và em trai cậu sau cái chết của Kaiba Noah, con trai ruột của ông ta. Những tưởng cuối cùng thì thiên đường cũng mở cửa chào đón hai anh em bất hạnh, nhưng không, cuộc sống của Kaiba thậm chí còn khổ cực và đen tối hơn khi còn chăm trại trẻ mồ côi. Ngay khi được nhận về, Seto đã bị ông cha nuôi nhồi nhét không biết bao nhiêu kiến thức về thương trường vì muốn cậu trở thành người kế nghiệp và ông ta cũng chẳng yêu thương gì Seto. Đến cả những mong muốn, ước mơ giản dị nhất của một đứa trẻ cũng bị Kaiba Gozaburo bóp nghẹt. Không chịu được nổi, vào năm 13 tuổi, Seto đã âm thầm tiến hành một cuộc đảo chính, lật đổ ông Gozaburo lên làm giám đốc của công ty. Cậu đã cho xây dựng Kaiba Land, khu vui chơi nổi tiếng cho trẻ em nghèo. Không những vậy, Seto còn là người sáng tạo ra bàn đấu bài ma thuật hiển thị hình ảnh quái thú, cũng như robot chơi bài và thiết bị mô phỏng 3D như khi Kaiba mang tới đảo Vegasasu. Số 2. Kiếp trước cũng là con ông cháu cha. Sự thật là tiền thân Ai Cập của Kaiba Seto chính là vị pháp sư Seto cầm quyền trượng ngàn năm được ghi lại trên phiến đá cổ Ai Cập 3.000 năm trước. Không những vậy, vị thần quan Seto này cũng chính là con trai của Akhenaten, người sở hữu có mắt ngàn năm và đồng thời cũng chính là em trai sinh đôi của pharaoh Akhenamukanon, bố của Atem. Có thể nói, theo quan hệ họ hàng, thì thần quan Seto chính là em họ của Yuki bóng tối, pharaoh Atem và cũng là một trong những người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Số 3. Cảm hứng tạo nên nhân vật Kaiba. Tác giả bộ truyện Kazuki Takahashi đã từng giải thích rằng ý tưởng sáng tạo nên nhân vật Kaiba đến từ một cuộc gặp gỡ không mới thoải mái với một người sưu tầm thẻ game kiêu ngạo. Người này đã từ chối dạy tác giả các quy tắc của một trò chơi thẻ bài và còn khiêu khích rằng anh có thể quay lại đây nếu như sưu tầm đủ 10.000 tấm thẻ bài. Cảnh này khá tương đồng với một phân cảnh giữa Kaiba và Junoichi trong manga. Khi đã có nhân vật, chúng ta cần một cái tên để đại diện và tác giả đã lấy tên của một trong 9 vị thần Ai Cập tối cao, thần Seth, trong tiếng Nhật còn đọc là Seto, vị thần của sa mạc, bão tố và chiến tranh. Đồng thời, thần Seth cũng luôn mang theo một cây vung trượng tương đồng với quyền trượng ngàn năm và tiền thân Ai Cập của Kaiba, thần quan Seto hay mang theo. Số 4. Rầm trong mắt xanh. Nhắc tới Kaiba Seto thì không thể không nhắc tới lá bài rầm trong mắt xanh, lá bài đã tạo nên tên tuổi của chàng công tử tài hoa bạc mệnh này. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hết được những điều thú vị sau đây mà Chen Anime mang tới. Thứ nhất là ngoại hình của quái thú. Mặc dù được đặt tên là rầm trong mắt xanh, tuy nhiên, trong hầu hết mọi phiên bản từ lá bài cho đến anime, thì hình ảnh của chú rồng này đều được phác họa mang một nước da màu xanh da trời nhạt, càng về các phiên bản sau lại càng xanh hơn. Có lẽ vì thế mà sau này, nhiều người chỉ đơn thuần gọi lá bài này là rồng mắt xanh. Trong game Yu-Gi-Oh! The Force Bound Kingdom của hệ máy Nintendo GameCube,
ba dầm trắng mắt xanh lần lượt được đặt tên là Asura Eru, Ibirisu và Jibiriru. Thứ hai là sức mạnh. Được mô tả là con quái vật huyền thoại mà trong mình quyền năng phá hủy mọi thứ nó muốn. Chính vì vậy, khi trở thành một lá bài quái thú, dầm trắng mắt xanh cũng là một lá bài có sức tấn công cao nhất trong tất cả các lá bài quái thú thường. Với chỉ số tấn công lên tới con số 3.000, chỉ số phòng thủ 2.500 và cấp độ 8 sao. Thêm một điều thú vị nữa, khi bạn triệu hồi trên sân cả 3 quái thú dầm trắng mắt xanh và dung hợp chúng, bạn sẽ được một siêu quái thú dầm trắng mắt xanh 3 đầu 6 cánh với sức mạnh bằng chính trung bình cộng của số điểm công, thủ và số sao của từng lá bài riêng lẻ. Còn nhớ, ngay từ những lần đầu xuất hiện trong manga, Kaibaseto đã tỏ ra vô cùng thèm khát, si mê đối với bộ 3 lá bài dầm trắng mắt xanh. Có lẽ, ở thời điểm đó, hầu hết chúng ta đều cho rằng Kaibaseto có niềm yêu thích mãnh liệt với 3 lá bài quái thú đặc biệt này chỉ bởi vì chúng mạnh. Tuy nhiên sự thật thì lại không đơn giản như vậy. Ngay từ bé, mặc dù phải nhồi nhét vào mình không biết bao nhiêu mới kiến thức kinh doanh khô khan, nhưng trong thời gian học, Kaibaseto lại luôn hình dung và khắc họa hình ảnh một chú rồng trắng bí ẩn, để rồi chính nó đã gợi lên cho cậu những ý tưởng phát triển một công nghệ trò chơi của riêng mình. Đến đây, chúng ta có thể lờ mờ nhận ra được rằng, chắc hẳn giữa Kaibaseto và lá bài rồng trắng mắt xanh kia phải có một sợi dây gắn kết nào đó. Thứ ba, sợi dây gắn kết định mệnh được bắt đầu từ trong quá khứ. Ngược thời gian trở về 3.000 năm trước, chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện với một mối tình chớm nở giữa thần quan Seto và một cô gái nô lệ mang tên Kisara. Theo truyền thuyết kể lại rằng, rồng trắng mắt xanh là con quái vật ngự trị trong linh hồn của Kisara, một nữ nô lệ Ai Cập cổ đại. Khác với tất cả người Ai Cập thời bấy giờ, Kisara sở hữu mái tóc dài và một làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn màu xanh dương. Sự khác biệt này được cho là do rồng trắng mắt xanh gây ra cho cô, và cũng chính vì sự khác biệt này mà cô suýt nữa đã bị người dân nơi đây ném đá tới chết. May thay, chính thần quan Seto đã ra tay cứu lấy cô, rồi giữa cả hai đã bắt đầu xuất hiện những cảm xúc đặc biệt. Để rồi từ đó, Kisara đã trở thành nguồn ánh sáng duy nhất, soi đường cho tâm hồn lạc lối của thần quan Seto, giải thoát anh khỏi việc bị điều khiển tâm trí bởi chính cha đẻ của mình là Anadin. Vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến, Kisara đã chấp nhận hy sinh thân mình, giải phóng ra linh hồn con quái thú đang ngự trị bấy lâu nay để cùng hợp sức với Seto, đánh bại người cha xấu xa của anh một lần và mãi mãi. Kể từ đó trở đi, thần quan Seto chính thức trở thành chủ nhân mới của dầm trắng mắt xanh, lý giải cho nguyên nhân sâu xa về việc sợi dây gắn kết đặc biệt giữa Kaibaseto ở thời điểm hiện tại và 3 lá bài dầm trắng mắt xanh. Thứ tư, mối liên hệ chặt chẽ kéo dài tới hiện tại. Chắc hẳn các bạn còn nhớ, trong những tập đầu của bộ manga Yu-Gi-Oh, chúng ta đã được thấy hình ảnh của một gã học sinh lớp 10 ngạo mạn. Trong một lần đến tiệm trò chơi của Muto Surodoku, ông nội của Yugi đã vô tình được chiêm ngưỡng và phải làm lá bài dầm trắng mắt xanh trong bộ bài của ông. Tuy đã sở hữu 3 lá, nhưng niềm si mê của cậu mãnh liệt tới nỗi sẵn sàng đổi cả một vali bài lớn chỉ để lấy lá bài đặc biệt kia, nhưng ngay lập tức đã bị Surodoku từ chối. Sẵn có một sức hấp dẫn mãnh liệt không thể cưỡng lại, cộng thêm việc cay cú vì bị từ chối, Kaibaseto, giám đốc công ty Kaibacorp, đã sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn, kể cả ăn cắp. Cuối cùng bị Yugi phát hiện. Sau đó, Kaiba xé đôi lá bài rồng trắng mắt xanh của ông nội Yugi ngay trước mắt, để chỉ có mình cậu là chủ sở hữu duy nhất của nó. Mặc dù bày ra đủ thủ đoạn, nhưng đến cuối cùng, cả Kaiba và 3 lá bài rồng trắng mắt xanh đều phải chịu chung số phận thảm hại và nhận sự trừng phạt từ bóng tối trước Yugi và vị thần sức mạnh quyền năng Esodia. Tuy nhiên, sau tất cả những biến cố, cuối cùng dòng trắng mắt xanh vẫn trở lại bên Kaibaseto, chủ nhân thực sự của nó, cùng cậu xưng vương xưng tướng khắp các giải đấu lớn nhỏ, tạo nên tên tuổi và thương hiệu của cặp đôi Kaibaseto dòng trắng mắt xanh. Thứ năm, có nhiều hơn 3 phiên bản của lá bài quái thú dòng trắng mắt xanh. Có thể nói lá bài quái thú dòng trắng mắt xanh cũng là một trong những biểu tượng quan trọng của bộ truyện. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên khi mà nhà sản xuất cho ra vô cùng nhiều lá bài phiên bản của chú rồng này, cũng như là lấy ý tưởng từ nó. Sau đây là một vài hình ảnh các lá bài các cậu có thể tham khảo nhé. Và trên đây là những điều thú vị về lá bài dầm trắng mắt xanh và cậu chủ Kaibaseto. Ngoài những điều được nhắc đến ra, bạn còn gợi ý nào khác cho Ten Anime không? Hãy góp ý cho chúng mình bằng cách bình luận ở phía dưới nhé! Và cũng đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nha! Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!